bạn là fanboy MSI, ước mơ sở hữu một bộ máy rồng đỏ, hay bạn đang có trong tay 18 triệu, nhu cầu build cấu hình để chơi game? Hôm nay GearVN sẽ mang đến cho anh em bộ máy đáp ứng tất cả những nhu cầu đó. Hãy cùng chiêm ngưỡng GearVN Ventus. Vừa rồi là những hình ảnh của bộ máy GVN Ventus 1660 Ti. Các tựa game hot hiện nay đều đã được thử sức qua trên GVN Ventus. Còn bây giờ, hãy cùng kiểm chứng sức mạnh của bộ máy này. Đầu tiên sẽ là tựa game kinh điển trong giới FPS. GVN Ventus dễ dàng chứng kiến CSGO với mức thiết lập cao nhất. FPS trong game luôn đạt ngưỡng 100 khung hình trở lên. Em tâm, ghim súng, one shot, one kill, trở thành MVP chưa bao giờ đơn giản như vậy. Tựa game tiếp theo được mang ra thử sức chưa bao giờ ngừng hot, đặc biệt là thời gian trở lại đây. GTA 5 mức thiết lập Very High, FPS luôn trên 60 khung hình là những gì mà GVN Ventus có thể mang lại. Phóng xe qua những con phố hay rút vũ khí kết liễu đối thủ, tất cả đều được xử lý cực kỳ mượt mà. Liên minh huyền thoại sẽ là tựa game tiếp theo được mang ra thử sức cùng GVN Ventus. Với mức thiết lập tối đa, cùng bản đồ vực gió hú, GVN Ventus luôn đạt trên 120 FPS. Hit and run cấu máu hay combo chiêu dồn sát thương tốc độ cao, tất cả đều không thành vấn đề với bộ máy này. Kể từ khi được ra mắt thì PUBG đã trở thành thước đo sức mạnh cho rất nhiều bộ máy và GVN Ventus hôm nay cũng sẽ được mang ra để thử sức. Với bản đồ sân hóc, mức thiết lập Ultra, GVN Ventus mang lại hiệu năng mạnh mẽ bất ngờ, luôn đạt ngưỡng 70 FPS trở lên. Winner winner chicken dinner!
tựa game cuối cùng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em, FIFA Online 4. Với mức thiết lập 2, GVN Ventus dễ dàng đạt mức FPS trung bình 60 khung hình trên giây. Cắt bóng, truyền bóng, tạt bóng, dứt điểm, tất cả đều cực kỳ mượt mà với GVN Ventus.